Đoàn hai tích chúng tôi đang có mặt ở cột cờ Nũng Cú. Kia là cột cờ. Kia là con cú. Mất hết con điểm. Nào đi lên đây. Xin giới thiệu các thành viên đi. Đầu tiên xin được giới thiệu thành viên Gia Khoa. Ngô Tất Tố này. Trẻ hết cả màn hình. Thành viên Mát 6 sắp gia nhập hội hai tách rồi. Và tôi nói tiếng Việt Hoàng Minh. Tự sướng quá. Mình này. Sau bao nhiêu vất vả, bao nhiêu lộn ruột chúng tôi đã lên được đến đây. Bây giờ anh em còn có mỗi hơn 100 mét leo cầu thang nữa thôi. 100 mét là nào còn 50 mét thôi. Tí. 50 mét. Em chỉ ba mà có con nào nó leo đâu mà mụ lại cứ tranh cho em. Đi. Con nào leo thì con ấy biết. Thế nhá, đi theo chân chúng tôi bắt đầu lên cầu thang. Hoàng Minh phải đi đằng Let's trước. Go. Hoàng Minh phải đi đằng trước, quay ngược lại. Ơ. Này. Ôi. Hoàng Minh ơi, anh mát đi sau. Đấy, quá. Phòng anh này đủ thù. Đấy, bậy quá. Đủ thù với cả ba thằng thôi. Bậy quá. Khả năng con Tố phải vòng xuống thuê người khênh lên là rất cao. Ôi trời ơi, sao leo đến đây đã mỏi thế?